mình muốn nói về cái sự khác biệt giữa những chiếc máy tính bảng iPad Air đang bán tại Wordcom so với những chiếc máy tính bảng iPad Air đang bán ở trên thị trường. Với những cái chiếc máy tính bảng iPad mới nguyên siêu nguyên hộp chưa kích hoạt thì khi các bạn đi mua các bạn chỉ cần quan tâm đến một điều đó là chọn cửa hàng uy tín, chọn cửa hàng giao bán sản phẩm đúng như lời quảng cáo Ví dụ như các bạn cần một chiếc máy tính bảng iPad Pro 11 in 64GB Wi-Fi hoặc là Wi-Fi 4G mới nguyên si nguyên hộp chưa kích hoạt thì các bạn chỉ cần xem giá và tìm cửa hàng giá rẻ nhất check thông tin về máy kiểm tra đúng như những cái mà bạn yêu cầu hàng mới nguyên siêu nguyên hộp chưa kích hoạt hàng chưa bị đóng lại siêu hàng chưa bị bóc siêu tất cả mọi vấn đề máy không lỗi chưa kích hoạt như thế các bạn chỉ cần lựa chọn giá rẻ nhất các bạn mua bởi vì cái sản phẩm mới ipad mới là nó được bảo hành chính hãng bảo bảo hành toàn cầu cho dù bạn có mua ở bất cứ đâu có hóa đơn là hàng sách tay hoặc hàng chính hãng thì các bạn vẫn được bảo hành chính hãng lỗi một đổi một tại apple Thế còn đối với những chiếc máy iPad mà hàng đã qua sử dụng như những chiếc máy tính bảng iPad Air ở đây mình đang có thì khi các bạn đi mua các bạn ngoài cái việc các bạn lựa chọn tìm kiếm giá của sản phẩm các bạn còn phải tìm xem địa chỉ nào uy tín này tìm xem địa chỉ nào được ưu đãi giảm giá khi các bạn mua hàng ví dụ như các bạn đã mua hàng bên cửa hàng uscom thì các bạn cũng sẽ được giảm giá 100.000 hoặc là 50.000 đấy cũng là cái ưu đãi mà khi các bạn là thành viên của webcom đúng không ạ? Thì ngoài ra các bạn còn phải lựa chọn xem đến cửa hàng rồi, lựa chọn được giá rồi thì các bạn phải lựa chọn xem với máy cũ thì nó cũ đến như thế nào. Hình thức quảng cáo là 99% thì cái máy đó nó như thế nào? Nó bị có bị chảy xước cấn móp hay không? Đấy, nó có chảy xước cấn móp hay không hay là nó như một chiếc máy mới đó. Ví dụ như cái cây iPad này thì nó là hàng 99 ở trên mạng quảng cáo hàng 99. Nhưng khi đến xem cửa hàng người ta cho các bạn xem những cái máy như này, nó xước nó phải giá trị của sản phẩm nó đã khác. Rồi là máy cũ thì còn lựa chọn là máy cong vênh này, máy phản quang này, máy thay màn hình này, rồi là máy bảo hành ngắn, máy bảo hành dài. Ngoài ra nữa thì các bạn còn là cái máy của bạn có được tặng phụ kiện hay không. Nó cũng là cái vấn đề quyết định đến giá của sản phẩm. Những cái cửa hàng quảng cáo những cái sản phẩm rất là rẻ thì thông thường đi kèm theo đó là giá chưa bao gồm bảo hành hoặc là bảo hành 12 tháng nhưng chỉ lỗi đổi trong vòng 1 tuần hoặc trong vòng 1 tháng nó sẽ khác với cái giá của sản phẩm mà bảo hành lỗi đổi trong vòng 1 năm. Mình muốn nói với các bạn là những cái sản phẩm UScom đang lựa chọn thì ở đây, ví dụ như những cái iPad E2 này. Máy 99%, nó về nó sẽ tùy theo lô, khẳng định với các bạn là nó sẽ tùy theo lô. Ví dụ như lô iPad hàng 99% này mình nhập về là máy đẹp, giá cao, đúng không ạ? Ok, mình bán với mức giá cao. Nhưng cũng có những cái lô máy về là máy xấu thì mình sẽ bán với mức giá thấp. Thì mình sẽ để giá là hàng 95, 95/697% hoặc là những cái máy mà nhập lại của khách hàng nó chảy sữa cấn mót như thế này khách hàng dùng người ta bị rời này một tí một chút xíu à đây dùng lên cho các bạn xem thì những cái máy này bán với mức giá rẻ hơn rất là nhiều rẻ hơn đến 1 triệu thậm chí là 2 triệu như cái phiên bản này bán so với cùng một loại ấy, là đang rẻ hơn đến một triệu rưỡi so với cái máy mà đẹp keng gọi là hàng chín chín hàng này thì không được gọi là hàng chín chín hàng này không được gọi là hàng chín chín thì muốn nói với các bạn là những cái sản phẩm tại U.S.Com ví dụ như cái, những cái iPad e 2 những cái iPad e 1 đây là những cái iPad e 1 thì những cái sản phẩm này đầu tiên để đảm bảo được tiêu chuẩn là một cái hàng 99 thì nó sẽ phải là máy như thế này Đó, tất cả máy đều là không đầu tiên là máy nguyên bản không qua sửa chữa thứ hai là máy pin cao pin phải đảm bảo là trên 80 và cái điều thứ ba nữa là hình thức máy không bị móp không bị cong vênh không bị những cái lỗi cơ bản hoặc là thay thế tất cả mọi thứ chay xước thì có thể Cháy xước thì kể cả như là các bạn để ý này những cái máy các bạn phải hình dung ra này chảy xước nó có rất là nhiều loại chảy xước một vệt dài một vệt ngắn thế nhưng để mà tìm nói nói đến những cái vết chảy xước để mà tìm được những cái vết chảy xước ở trên những chiếc iPad như thế này rất khó và những cái vết trời xước thì gần như là để mà tìm được gọi là bới vết tìm lông ra thì chắc là vẫn tìm được nhưng mà có chăng thì nó sẽ chỉ như thế này thôi đây ví dụ những cái cây như này đây gọi là chảy xước này đây gọi là cấn này chảy xước cấn thì nó sẽ hơi bị móp móp cấn móp này. nó lại mang tính chất khác cấn móp thì thường nó hay hay bị ở những cái cạnh máy này đó hay bị ở những cái cạnh máy như này thì tại sao những cái máy này lại có mức giá bán khác so với những cái máy ở trên thị trường tại vì sao tại vì giá nó nhập về cao giá nhập về cao nên bắt buộc phải bán cao giá cao máy đẹp chất lượng tốt những cái sản phẩm này thì những bạn nào nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà đang có nhu cầu muốn tìm mua một chiếc máy có sự ổn định và khi đi mua máy thì các bạn không phải bỏ thêm tiền để mua thêm phụ kiện hoặc là bỏ thêm tiền để mua thêm bảo hành Ví dụ như cái iPad E2 như cái lô máy này là đang bán được bán với giá là 4 triệu 850.000 đây là lô iPad e nhé Đây là lô iPad e 16G wi-fi 4G hàng 99% màu trắng kể cả màu trắng và màu đen thì bên mình đều bán đồng giá giá bán là 4 triệu4850.000 thì gồm có những cái gì sẽ có củ sạc chính hãng này cáp sạc cao cấp này được bảo hành lỗi một đổi một trong vòng một năm cái củ sạc chính hãng rất là quan trọng nhé các bạn nhé cái thứ hai là máy thì là máy bảo hành lỗi một đổi một trong vòng một năm có nghĩa là trong vòng một năm nếu sử dụng chẳng may có lỗi đến tháng thứ 11 mà chẳng may có lỗi thì khách hàng sẽ được đổi một cái máy khác mà không phải là bảo hành lỗi một đổi một trong vòng một năm nhưng mà đến chỉ được đổi trong vòng một tháng đầu tiên không phải như thế đổi là đổi trong suốt quá trình sử dụng suốt trong quá trình bảo hành máy Đến tháng thứ 11 mà chẳng may có lỗi vẫn được đổi máy khác với điều kiện là máy còn nguyên. Như lúc mua các bạn không làm rơi, không làm cong vênh sứt mẻ, không làm nước vào đấy thì các bạn sẽ được đổi một chiếc máy khác. Đấy là giá trị của một chiếc máy mà có mức giá 4 triệu 850 nghìn nó khác với những cái máy mà các bạn tìm hiểu ở trên mạng có mức giá 3 triệu rưỡi rồi là 3 triệu 9 4 triệu. Đấy là cái sự khác biệt. Và một cái điểm nữa là những cái máy này thì khi các bạn mua pin nó còn rất là cao, pin nó đều trên 80%. Với những cái máy iPad mà pin dưới 70 dưới 70% thì nó sẽ có thể hoạt động không ổn định và bên mình sẽ cam kết là sẽ đổi thay thế pin miễn phí trong vòng 1 năm nếu mà pin của các bạn chai dưới 70%. Bởi vì độ chai pin dưới 70% là chắc chắn máy nó sẽ không hoạt định, không hoạt động ổn định nữa rồi. Còn đối với máy đã qua sử dụng thì, thì các bạn phải chấp nhận một điều là cái độ chai pin là nó có Còn nếu mà muốn mua một cái máy mà pin hoàn hảo 100% Chỉ có thể là mua máy mới Hoặc là máy đổi bảo hành Thì cái giá của sản phẩm nó sẽ lại đắt hơn Tiền nào của đấy thôi đó Thì đó là những cái điểm mà mình muốn các bạn lưu ý Các bạn thấy là cái điểm sự khác biệt Giữa những cái sản phẩm mà giá trên 4 triệu Với cả cái giá mà dưới 4 triệu đang bán ở trên thị trường Ngoài ra có một điểm nữa đó là cái giá của sản phẩm này đã bao gồm gói bảo hành Cái bảo hành lỗi một đổi một là cái bảo hành mà đã đi kèm theo giá máy Trong cái giá máy khi các bạn thanh toán 4 triệu 850 000 là đã bao gồm gói bảo hành lỗi một đổi một rồi Còn ngoài ra thì sẽ có những cái đơn vị người ta bán là bảo hành 12 tháng một đổi một nhưng khi các bạn mua hàng Thì các bạn sẽ phải cộng thêm 500.000 này Để mua thêm gói bảo hành lỗ 1 đổi 1 Các bạn sẽ phải bỏ thêm khoảng 500.000 nữa Để các bạn có thể sở hữu bộ củ cáp sạc chính hãng Thì với 500.000 Với 500.000 Cho bảo hành, 500.000 cho phụ kiện Thì các bạn đã phải thêm 1 triệu rồi, đúng không ạ Cộng với cả giá máy Gần 4 triệu Thì có phải là đã cao hơn cái mức giá mà bên mình đang bán ra không ạ chắc chắn luôn và chưa nói đến cái việc là máy nó có được đẹp đây tất cả như anh em thấy này những cái lô máy như này, này nhập về này, nó đẹp như này không có cong vênh cấn mót này. có cong vênh cấn mót bên mình sẽ loại ra bởi vì là các bạn phải hiểu là với những cái lô ipad như thế này bên mình nhập về thì chắc chắn là nó sẽ có tỷ lệ 100 cây thì chắc chắn là sẽ phải uh, sẽ không được cả 100 đâu ạ. À. Bởi vì là nó sẽ có tỷ lệ máy cũ mà. Đây là máy đã qua sử dụng nên tất cả đều phải nhặt, đều phải lựa chọn và phải lựa chọn phải chính là con người lựa chọn và phải là chính bên mình lựa chọn chứ không phải là ai khác lựa chọn đâu nhá. Lựa chọn này là bằng tay, đấy gọi là handmade đấy. Nếu mà giống như là đồ 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 làm bằng tay thì gọi là đồ handmade đấy. Thì cái cái công việc công đoạn lựa chọn máy nó cũng cẩn thận như vậy, cũng phải gọi là handmade để tự lựa chọn, tự kiểm tra, tự đánh giá sản phẩm. Thế cái công việc cái công đoạn đó nó rất là quan trọng để đảm bảo được tiêu chuẩn một cái máy mà bán ra với cái mức giá trên 4 triệu và mang lại sự ổn định cho khách hàng. Đó, nếu mà bạn nào mà quan tâm mà cần một có nhu cầu một chiếc máy iPad E trong mức giá tầm dưới 5 triệu cần một sự ổn định, cần một sự rõ ràng, cần bảo hành dài thì các bạn có thể quan tâm, có thể liên hệ với cả bên mình. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.